Light Finance, the world of financial freedom. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Light Finance. Các bạn thân mến, nguyên tắc cơ bản trong việc quản lý vốn của một trader đó là bảo toàn vốn giao dịch. Việc đưa ra nguyên tắc cũng như lên chiến lược quản lý vốn với mục đích giảm thiểu tổn thất nhỏ nhất có thể. Nó không chỉ giúp cho tâm lý của trader bảo trì được sự ổn định mà cũng không bị ảnh hưởng đến những gì biết khác. Video ngày hôm nay, chúng mình sẽ cùng nói về 5 con số trong quản lý vốn có thể thể hiện được sự chuyên nghiệp của trader. Xác định rủi ro bằng cách xác định khối lượng phù hợp. Trader chuyên nghiệp thường chỉ chấp nhận rủi ro với một tỷ lệ phần trăm nhỏ trong tài khoản của mình và thường con số đó rơi vào khoảng 1-2% của tài khoản. Dựa trên con số này để họ có thể xác định được khối lượng giao dịch phù hợp, sao cho rủi ro luôn nằm trong giới hạn cho phép của họ. Một vài trader sẽ thay đổi quy mô giao dịch của họ tùy thuộc vào hiệu suất giao dịch ở đây. Tuy nhiên, thì quy mô giao dịch của họ dù cho đã được điều chỉnh thì vẫn nằm trong giới hạn cho phép. Các trader chuyên nghiệp hiểu được một điều rằng dù cho họ cũng có được chuỗi 10 lệnh thắng liên tiếp thì lệnh giao dịch tiếp theo, thậm chí 10 lệnh tiếp theo của họ vẫn có khả năng bị thua lỗ, nên họ luôn giới hạn rủi ro ở mức thấp nhất với tài khoản giao dịch, mức sụt giảm tài khoản tối đa. Nếu một trader để cho tài khoản của họ sụt giảm càng lớn thì càng khó có thể đưa tài khoản đó trở về trạng thái ban đầu. Thua lỗ thì dễ nhưng để có được lợi nhuận lại là điều rất khó. Vậy nên trader cần thiết lập mức sụt giảm tài khoản tối đa để có thể chấp nhận được, tùy vào phong cách tài chính cũng như là chiến lược mà trader sử dụng. Khi chạm mức giới hạn này thì bạn cần ngừng giao dịch và kiểm tra hoặc đánh giá lại quá trình. Tỷ lệ risk reward trong một giao dịch, thực tế trong giao dịch không chỉ có tỷ lệ risk reward nào là tốt nhất cả, mà quan trọng nhất là bạn cần nhất quán trong tỷ lệ risk reward mà bạn lựa chọn ở giao dịch. Nếu bạn chọn tỷ lệ risk reward là 1:1 thì bạn cần có số lượng giao dịch thắng là 60% để có được lợi nhuận. Nếu bạn chọn tỷ lệ risk reward là 1:3 thì bạn cần có tỷ lệ thắng từ 20% trở lên mới có thể có lợi nhuận. Vậy nên để kiếm được lợi nhuận không phải là cứ tỷ lệ risk reward cao là được, mà điều quan trọng là bạn cần cân bằng hai tỷ lệ này sao cho bạn có được thành công vượt qua. Sử dụng những nhường lỗ và chốt lời lên kế hoạch thoát lệnh, sử dụng nhường lỗ giới hạn thua lỗ và chốt lời để hạn chế lợi nhuận có thể kiếm được. Những lệnh này được sử dụng với mục đích là trader không rơi vào những tình huống bất ngờ không kiểm soát được. Nếu thua lỗ thì có thể tránh được tổn thất nặng nề, chỉ thua lỗ trong giới hạn mà bạn có thể chịu được. Con số cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng đó là mức giới hạn thua lỗ mà bạn có thể chấp nhận được. Giới hạn này thể hiện được bạn là người có tính toán, biết chấp nhận và hiểu được mọi rủi ro trong giao dịch. Điều này cũng thể hiện được tư duy của một trader chuyên nghiệp nên có. Năm con số vừa rồi chính là những yếu tố quan trọng trong chiến lược quản lý vốn. Chúng cũng là một trong những yếu tố mấu chốt giúp họ có được lợi nhuận nhất quán trên thị trường. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi.